Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự quốc tế. Hôm qua, bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang diễn ra ở thủ đô Washington, Mỹ, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã gặp các nhà lãnh đạo từ 4 quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là đối tác liên minh này, bao gồm Australia, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc. Cuộc gặp nhằm khởi động các sáng kiến chung nhằm tăng cường hợp tác trước các thách thức an ninh. Các sáng kiến trên có liên quan tới Ukraine, trí tuệ nhân tạo, thông tin sai lệch và an ninh mạng. Trong 2 năm qua, 4 nước trên đều được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO. Tại cuộc gặp riêng rẽ với 2 nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc trước thềm cuộc họp chung, ông Stoltenberg đã đánh giá cao mối quan hệ đối tác với NATO của cả Nhật Bản và Hàn Quốc, đồng thời bày tỏ mong muốn củng cố các mối quan hệ này trong tương lai. Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết Tokyo muốn thúc đẩy hệ thống chia sẻ thông tin và hợp tác trong nhiều lĩnh vực với NATO, bao gồm an ninh mạng và tập trận hải quân chung. Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Tổng thư ký NATO đã nhất trí tăng cường chia sẻ thông tin, đặc biệt liên quan đến Triều Tiên và căng thẳng tại Ukraine. Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ công bố hôm qua, chỉ số giá tiêu dùng CPI của Mỹ trong tháng 6 vừa qua đã hạ nhiệt nhanh hơn dự báo và đánh dấu lần đầu tiên giảm trong 4 năm. Đây là tín hiệu tích cực giúp Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tiến gần hơn đến việc cắt giảm lãi suất trong thời gian tới. Theo Bộ Lao động Mỹ, trong tháng 6, CPI tổng thể giảm 0,1% so với tháng trước và là lần giảm đầu tiên kể từ tháng 5 năm 2020. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, CPI trong tháng 6 tăng 3%, thấp hơn so với dự báo trước đó của giới phân tích là 3,1% và cũng là mức tăng theo năm thấp nhất kể từ năm 2021. Trong khi đó, nếu không bao gồm giá năng lượng và lương thực thực phẩm, chỉ số CPI lõi tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức tăng yếu nhất kể từ tháng 4 năm 2021. Các số liệu tích cực của CPI tháng 6 tiếp tục củng cố niềm tin của các nhà hoạch định chính sách tại Fed rằng lạm phát đang hạ nhiệt sau khi tăng mạnh trong nửa đầu năm nay. Thị trường tài chính hiện dự báo khoảng 85% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp vào tháng 9 tới. Kênh truyền hình nổi tiếng của Mỹ CNN sẽ cắt giảm khoảng 100 việc làm và có kế hoạch ra mắt các gói đăng ký kỹ thuật số đầu tiên trước cuối năm nay nhằm định hình lại hoạt động kinh doanh của mình. Giám đốc điều hành hãng tin CNN, ông Mark Thompson cho biết hãng này đang có kế hoạch triển khai dịch vụ phát trực tuyến trả phí mới và cắt giảm khoảng 100 việc làm trong bối cảnh suy thoái của ngành phát thanh truyền hình cáp của Mỹ. CNN sẽ tạo ra các sản phẩm sẵn sàng cung cấp tin tức, phân tích và bối cảnh ở các định dạng mới để nỗ lực giữ chân người dùng trên trang web CNN.com lâu hơn và quay lại thường xuyên hơn. Các sản phẩm kỹ thuật số của CNN chủ yếu tập trung vào các bài viết dạng văn bản, đồng thời sẽ có sự thay đổi để cung cấp nhiều nội dung video hơn. CNN cũng sẽ chú ý nhiều hơn đến trí tuệ nhân tạo và sẽ xem xét cách thức sử dụng công nghệ này như một cách an toàn để phục vụ khán giả của mình. Sự chuyển đổi của CNN được đánh giá là nằm trong xu hướng chung của ngành báo chí truyền thông trên toàn thế giới. Đây không phải vấn đề của một tổ chức riêng biệt, các đài truyền hình đều đang phải đối mặt với những thách thức rất giống nhau. Nếu không thay đổi, chúng ta sẽ bị đào thải. Các tổ chức truyền thông từ nhỏ đến lớn trên toàn cầu đều đã và đang phải vật lộn để tăng lượng bạn đọc và doanh thu, đồng thời tìm cách đa dạng hóa dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ thông báo trong nửa đầu năm nay, nước này đã trải qua 15 thảm họa khí hậu với tổn thất lên tới hàng chục tỷ đô la Mỹ. Thông tin mở đầu cho cụm tin vắn đáng chú ý. Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, Mỹ đã hứng chịu 13 cơn bão mạnh và 2 bão mùa đông, khiến 106 người thiệt mạng và thiệt hại vật chất lên tới 37 tỷ đô la Mỹ. Chỉ riêng trong tháng 6, Mỹ đã ghi nhận 4 thảm họa khí hậu liên quan đến mưa đá và lốc xoáy. Thống kê cũng cho thấy kể từ năm 1980, Mỹ đã trải qua 391 thảm họa thời tiết và khí hậu, với thiệt hại do mỗi thảm họa gây ra ít nhất là 1 tỷ đô la Mỹ. Tổng thiệt hại do những thảm họa này đến nay đã lên tới 2.755 tỷ đô la Mỹ. Cũng theo báo cáo, nước Mỹ vừa trải qua tháng 6 nóng thứ 2 trong lịch sử, với nền nhiệt trung bình khoảng 22,1 độ C, cao hơn 1,9 độ C so với bình thường. Tình trạng nắng nóng kỷ lục trong tháng 6 ghi nhận tại miền Tây, miền Nam và Đông Bắc đã ảnh hưởng đến khoảng 24 triệu người. Chính quyền thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc hôm qua cho biết tình trạng mưa lớn những ngày qua đã khiến 5 người thiệt mạng, trong khi một số người vẫn đang mất tích, buộc chính quyền sở tại phải ban bố kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Theo nhà chức trách địa phương, mưa lớn xối xả trút xuống thành phố Trùng Khánh từ tối ngày 10 tháng 7, khiến mực nước ở 15 con sông dâng cao lên mức báo động. Nhiều khu vực dân cư và cây cối ngập chìm trong biển nước. Gần 500 người đã được sơ tán đến nơi an toàn. Trong số những người thiệt mạng, có một nạn nhân trong vụ sập nhà. Israel đang trải qua đợt nắng nóng bất thường và Bộ Y tế nước này đã lên tiếng cảnh báo nắng nóng diễn biến cực đoan sẽ diễn ra trong 3 ngày trên khắp cả nước, có nguy cơ gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân. Bộ Y tế Israel khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ em và phụ nữ mang thai, cần tránh tiếp xúc với nắng nóng nếu không thực sự cần thiết, uống nhiều nước và hạn chế tham gia các hoạt động ngoài trời. Theo cơ quan khí tượng Israel, nhiệt độ trung bình phổ biến ở nước này trong 3 ngày tới là trên 30 độ C, nơi cao nhất lên tới 43 độ C. Chỉ số nắng nóng phổ biến từ cao đến rất cao, tương đương với các mức cảnh báo từ da cam tới đỏ. Hình ảnh người cao tuổi thu gom bìa cắt tông rồi đem bán cho các trung tâm tái chế đang trở nên phổ biến hơn trên nhiều tuyến phố Hàn Quốc. Điều này phản ánh cuộc sống khó khăn của một bộ phận người cao tuổi ở quốc gia Đông Bắc Á này. Theo số liệu thống kê của Bộ Phúc lợi Hàn Quốc từ tháng 2 đến tháng 5 năm nay, tỷ lệ người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên phải kiếm sống bằng công việc thu gom bìa cắt tông là 1 trên 650. Số người thu gom phế liệu phần lớn tập trung ở thủ đô Seoul và một số tỉnh thành lớn khác như Gyeonggi, Gyeongsangnam và Busan. Đáng chú ý, người trên 80 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất. Tình trạng nghèo khó ở nhóm người cao tuổi hiện là vấn đề xã hội đáng lo ngại ở Hàn Quốc, bất chấp việc nước này thuộc nhóm các quốc gia có nền kinh tế phát triển. Hiện Hàn Quốc là nền kinh tế lớn thứ 13 thế giới và có thu nhập bình quân đầu người đứng thứ 22 toàn cầu. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, năm 2020, tỷ lệ người cao tuổi nghèo đói ở Hàn Quốc là hơn 40%, cao nhất trong số 37 thành viên của tổ chức này. Trong làng thể thao thế giới, giải đua xe công thức 1 có một sức hút đặc biệt, song các mùa giải đua F1 diễn ra hàng năm cũng thải ra một lượng lớn khí carbonic. Hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2030, ban tổ chức giải đua xe F1 đang đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ, giải pháp mới, trong đó có việc sử dụng nhiên liệu tổng hợp thân thiện với môi trường trên các dòng xe đua. Bất kỳ người hâm mộ xe đua nào cũng sẽ nhận ra chiếc Huracan Sterrato độc quyền của hãng Lamborghini của Italy. Nhưng không phải ai cũng nhận ra chiếc siêu xe này đang sử dụng một loại nhiên liệu tổng hợp sản xuất từ không khí và nước. Loại nhiên liệu này do công ty Zero Petroleum sản xuất và đang cung cấp cho đội Stake F1 Team Kick Sauber từ đầu năm nay. Zero Petroleum cho biết loại nhiên liệu này được sản xuất bằng cách sử dụng năng lượng tái tạo để trích xuất lượng CO2 có trong không khí và lượng hydro trong nước, sau đó kết hợp chúng trong một số phản ứng hóa học để thu lấy CO, rồi thêm chất xúc tác để tạo ra nhiên liệu thành phẩm. Chúng tôi tạo ra nhiên liệu chỉ từ không khí, nước và điện. Nhiên liệu thành phẩm giống hệt hoặc thậm chí tốt hơn nhiên liệu hóa thạch hiện có. Vì vậy, nó có thể được dùng cho ô tô, tàu hỏa, máy bay và những thứ tương tự. Theo ước tính của ban tổ chức giải đua xe F1, mùa giải năm 2022 đã tạo ra hơn 223.000 tấn khí CO2, trong đó phần lớn lượng khí thải đến từ hoạt động di chuyển của khán giả từ khắp nơi trên thế giới đến các địa điểm tổ chức. Việc sử dụng nhiên liệu tổng hợp mới này trên các dòng xe đua F1 tuy chưa thể giải quyết được tình trạng trên, nhưng được kỳ vọng là điểm khởi đầu cho một cuộc cách mạng về cắt giảm khí thải của giải đua F1. Việc giải đua F1 sử dụng loại nhiên liệu này sẽ là một trong những nền tảng đưa những loại nhiên liệu này được triển khai. Giải đua F1 nổi tiếng thế giới vì đi tiên phong trong công nghệ mới, ý tưởng mới, và cuối cùng đưa chúng trở thành xu hướng phổ biến, và nhiên liệu mới cũng vậy. Các tay đua cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực xanh hóa giải đua xe F1. Tôi cảm thấy vui khi xu hướng sử dụng năng lượng bền vững đang được đón nhận. Là một tay đua, tôi cũng mong muốn việc chuyển đổi không làm giảm bất kỳ hiệu năng nào của xe. Theo công ty Zero Petroleum, trong giai đoạn đầu của tiến trình thương mại hóa, các nhiên liệu tổng hợp này có thể đắt gấp 4 đến 5 lần so với các loại nhiên liệu thông thường. Tuy nhiên, chi phí sản xuất và giá thành sẽ giảm nhanh chóng trong vòng 10 năm tới. Bản tin thời sự quốc tế xin được khép lại tại đây. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.